Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái để sẽ bật bật cái cam này đây. Bật mình. Alo alo alo. À ok đấy. Hướng dẫn mọi người làm cái dòng mẫu với cả xuất đế ghép từ Adfire, à xuất đế ghép từ SketchUp và ABF sẽ để sau đấy sang Adfire mình sẽ làm cái dòng mẫu. Thế thì bây giờ ví dụ mình có một cái tủ này, mình đã hoa vẽ ABF các kiểu ok rồi. Thì mình xếp tấm đúng không? Mình xếp. Cái các màn hình rồi kém thế nào. À, rồi xếp tấm nó sẽ ra mấy cái vật liệu như này, chưa tập từ. Đây. Thì tạm thời mình có một cái tủ áo như này. Thế thì ở trong đây thì mình có tổng cộng là ba loại vật liệu khác nhau. Cái tấm đầu tiên là tấm màu trắng, là cái tấm cánh này, 103T này, mã là 103T này. Đấy, tấm 388 nó mất khoảng 1, 2 và 4, 6 tấm này. Thế thì nếu mà như thế này, nếu mà cảm thấy mọi người cảm thấy mà nó nghĩa là khi mình xuất đế ép, à, khi mình xếp tấm nhé, à, mình thấy là những cái chi tiết như thế này này, mà cắt một tấm ván nó hơi phí ấy, mình có thể mình cầm nó, mình xếp nó vào sang bên này. Đấy, nhưng mà nhìn có vẻ cái chiều dài này của nó, đây, tủ áo phao đỉnh này, phao này, thành ngang trước này. Nếu ở xưởng mình sẵn những cái DC của những cái này thì thôi mình không cắt cái tấm này nữa. Đấy, mình để mình cắt sau, mình để mình lọc, đây mình lọc, mình có thể nhặt những cái có mình cắt đôi ra, mình xếp nó vào đây. Đấy, thì tạm thời thì mình chưa bàn đến cái việc là xếp tấm làm sao để cho nó tiết kiệm nhất. Đấy, nhìn như này thì mình có thể tận dụng nó bằng những cái DC ở xưởng. Đấy, còn ví dụ cái này mình không cắt nó, thì để mà không cắt thằng này thì mình sẽ phải chui vào đây, xóa vào đi, xóa thằng này đi. À, còn như mình đưa lên máy CNC mình cắt 1, 2, 3, 4, 5 tấm hết rồi. 5 tấm màu 8, 3 tấm màu trắng. À, tấm màu trắng nó cũng thừa ra mất hai cánh này, nhưng mà nhìn có vẻ là nó không vào đâu nữa. Thì ok, à, mình có cái file để có một cái solo cắt như này, thì mình xuất đế ghép ra. Đây, mình gần đây mình xuất đế ghép này. Đấy, ấn vào và tạm thời xuất ở desktop này. Tủ quần áo. Nhớ là không viết tiếng Việt nhé, à không viết có dấu nhé. Viết có dấu làm việc với thằng Alpha nó hay bị lỗi. Không nghe lại gọi. Không nghe vội. Đây mình qua Alpha mình mở lên, mình có cái bản Alpha tiếng Việt đấy thì mình mở bản tiếng Việt. Ấn nó tạo mới này. Thế thì bây giờ về cái máy CNC của mình ấy thì mình chỉ gia công một mặt hai mặt, mình vẫn chọn cái này, cái bụng mình chỉ chọn cái này thôi. Đấy, còn đây là cái độ độ chiều rộng của tấm ván này, chiều dài này, độ dày cắt 17, thì sau đây có cắt 17 hay cắt 18 vẫn cứ chọn 17 nhé. Quan trọng là mình cái độ sâu cắt của mình để bao nhiêu thôi. Bây giờ 17 mình chọn là 5 cũng được, không vấn đề gì. Chọn 17 này, chọn sang mm này, và đây là cái vị trí dép bằng không này. Cái này nó sẽ phụ thuộc cái máy CNC khi mà cái gốc dao đây nha, ví dụ nhé, một cái bàn cắt CNC nó như thế này, thế thì nó sẽ hai kiểu xét gốc dao. Đây, ví dụ đây là cái dao nhé. Đấy, nó cắm cái gốc dao mà cắm xuống đây thì đây gọi là mặt của mặt bàn, là mặt tấm lót, đây là cái tấm lót này. Đấy, thế còn nếu mặt mặt ván là như thế này thì là cái gốc dao ấy, cái đầu của con dao nó sẽ chạm vào cái mặt ván như thế này. Đấy, thế thì cái này là sẽ phụ thuộc vào cái con máy CNC ở xưởng của mình ấy. Sẽ đặt vào đây hay đặt vào đây thì nó sẽ tương đương là như thế này. Đấy, hai anh em hiểu Nếu đặt vào ván, nó đặt vào tầm ván là đặt là vừa mặt không, trên trên mặt đây không là đang tính độ cao của cái trục làm việc với CNC. nó đây là đặt nó đây là đặt cái vừa vừa chạm vào ừ đây là vừa chạm vào đây thì nó là cái mặt ván, chứ đặt chỗ nào cũng được, nó chỉ liên quan đến cái trục Z là cái trục cao đây này. Đấy, đây là mặt mặt bàn này. Đấy, vì ở xưởng mình để đây, để ở đây nó có một cái lợi hơn là về sau ấy, khi mà có một cái tấm ván nó dày hơn như thế này mà muốn cắt đứt. Đây ví dụ hai tấm ván nó dày, độ dày nó khác nhau như này đúng không, khi muốn cắt đứt thì chỉ cần là đưa cái dép của nó bằng không đúng không nào, vừa chạm chứ chạm với mặt bàn thì có cái tấm này có mỏng hay là dày vẫn cắt nó vẫn được. đứt. Đấy, thì mình chỉ đưa cái dép về bằng không đấy, như thế là hiểu đúng không. Đấy, còn nếu mà mình xét cái tọa độ của mình này, ví dụ cái tấm này của mình là tấm 17 nhé, mình xét ở đây, nhưng mà sau này ấy, mình muốn cắt đứt đúng không, đây bằng không thì muốn cắt đứt thì phải là âm 17 mới cắt đứt. À, thì gặp cái ông này nó khác. Thế thế này là mọi người hãy xét cái này cái tọa độ gốc ở đây.
Đấy, hiểu cái đấy. Gốc tọa độ thì cho xuất phát từ đây. Rồi, ok, đây là chỉ có thế thôi. Thế xong bây giờ mình tạo mới một tấm đấy, mình đưa cái đề ép của mình vào. Thế thì bình thường nếu một cái alpha bình thường nó sẽ không có hai cái tính năng này. Hai tính năng là mình cài thêm. Thế thì mình có thể đưa từ đây, nếu mà đưa từ đây vào thì mình chỉ đưa được một file DXF thôi. Đấy, chọn thử nhé. Nó sẽ không đưa được cả folder vào. Đấy, còn mình sẽ đưa DXF từ đây. Đưa từ đây vào, mình chỉ chọn đến cái folder đấy. Cái tính năng là cài thêm thôi. Đấy, tủ quần áo này. Ở đây nó sẽ lốt một phát ra. Đấy, tổng có 11 tấm như thằng SketchUp đây luôn. Đây của mình sẽ có 11 tấm này. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11. Hậu cũng cắt luôn. Đây, thế thì bây giờ thì bình thường mà nếu mà không có dao mẫu ấy. Nếu mà không có dao mẫu thì mình sẽ phải làm thủ công từng tấm này một. Thế thì khi mình xuất từ đế ghép ra thì cái thằng đế ghép nó sẽ quy định là các layer như thế này. Đây ở bên phần layer này. À, ở bên phần layer như thế này thì nó sẽ chỉ ra được là cái đường đây này. Nhìn ở đây là đều các thông số này đều có ý nghĩa hết. Cái sheet ID này là gì này? Sheet đã làm từ trên xuống dưới nhé. Sheet ID này là cái số tấm 4 5 6 này. Đấy, 7 8 9 10 này. Thì cái sheet ID này nó chỉ là đánh dấu thôi, không cắt cái này. Cắt thực ra mình chỉ cắt mấy cái có cái nào có mấy cái nó không cắt thì mình tắt đi này. Sheet ID này, material này không cắt này, border này không cắt này, border đứng viền ngoài. Đấy, thì có ba cái layer đây là ba cái layer nó chỉ thể hiện lên để cho mình nhìn rõ rồi. Cái này là cái cắt đứt này, cắt tinh line này. Đấy, dấu cắt tinh line này có nghĩa là sau khi cắt vào cái đường cắt tinh line nó sẽ đứt ra từng tấm một. D3 là cái lỗ môi của bản layer. Đây này, D3 là cái lỗ này này. Lỗ nó không ký hiệu gì. Đây D3 đây. Không, ví dụ như anh không hiểu cái D3 là cái gì, sao có ký hiệu gì để mình biết. À thì D3 có nghĩa là đường kính của nó bằng 3. Đường kính bằng 3 có nghĩa là nó sẽ khoan ở cái bản lề đây này. Ví dụ một cái bản lề như này nhá. Một cái bản lề như thế này. Khi nó khoan nó phải tạo ra cái lỗ này đúng không? D3 là hai cái lỗ môi của cái này. Thì không cần thiết phải khoan cái này, nó mất thời gian này. Cái này đặt vào đấy phát gì vít vào là cứ thế là vít thôi. Đấy, mình chỉ cần phải khoan cái lỗ này thôi. Nên là tạm thời mình không quan tâm đến cái D3 nhưng mà mình sẽ hiểu đó. D35 là chính là nó tức là thang tay. Đây, D35 là cái lỗ này. Mình phải khoét một cái lỗ đây sẵn như thế này để lúc bản lê nó không phải khoan nữa. Ví dụ mình bấm vào đây nó có nhấp nháy không? Có chứ, đây. Đấy. D5 là lỗ chân cam. D5 là chân cam. Thì xem D5 nó là thang này. Đây, thang này D5. Trước à, khi làm việc với thằng này nhé, mình phải netting lại một phát nữa. Mình quét chọn tất cả này. Khi mình vừa lốt vào ấy, mình netting lại nó này. Đưa tất cả thông số này về không. Đường kính rào với cả hở an toàn các thứ này mình đã quy định ở bên ABF rồi. Nên sau này mình không không nhét thêm một lần nữa. Đây này, cái khoảng hở là chính. Đường kính rào là khi làm việc với ABF nhé. Thì khi mình netting ra như này thì mình để đây ở trong cái setting này của mình để cái đường kính rào của nó. Đây, cái đường kính rào của mình là 6 này, hở an toàn là 1 này. Thế thì có nghĩa là gì? Khi cái dao nó đi vào đây, cái dao nó cắm vào cái vị trí này, nó chạy. Thì có phải là cái đường kính nó chạy bên ngoài không? Thế thì khoảng cách từ thằng này sang này nó phải lớn hơn 6. Nó sẽ bằng 6 cộng với cái khoảng hở an toàn của mình là 1. Đây, 6 đây, 1 đây. Để mà cái dao đấy sau khi nó chạy ở bên ngoài cái này. Nó còn thừa 1 ly. Thế xong thì nó chạy sang tấm này thì nó lại chạy bên ngoài cái này. Đấy. Thế thì sang đây mình không đưa vào kính dao, nếu mình đưa cái đường kính dao vào đây thì nó lại cộng thêm 6 nữa vào đây. Sang đây mình đưa hết các thông số này về không. Mình để lớn hơn là nó không sắp xếp được ấy. Mình nó đẩy, nếu mà nó thêm 6 vào nữa nó sẽ đẩy những cái thằng này ra ngoài quá. Thì nó sẽ bị lỗi. Đấy, tất cả thông số này về không, không có xoay cái gì nữa. Sang đây chỉ là một bước nét tính lại để làm việc với Adfile thôi. Ấn vào sắp xếp này. Nó sẽ chạy mất mấy giây đấy, xong rồi. Khi nó xong rồi nó sẽ hiện cái chữ đồng ý này hoặc là thêm một cái tấm x vào đây này đã đang ngưỡng xong rồi hắn đồng ý đây cái ý nó ở chỗ này đây, đây 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 chọn tất cả nhé xong ấn vào cái này tí nữa xem lại video đấy. Thế thì mình lại quay sang mình phân tích tiếp cái layer nhé. Thế trong đây mình có một cái layer D35 này thì vừa nói rồi D5 là chân cam đây này, D5 là sau này mình sẽ đưa cái chân cam của nó vào đây này đấy. Grow này, grow là đánh rãnh hậu với cả đánh led. Đây, grow này, bật tắt grow rồi. Thấy nó nhấp nháy chưa? Thấy nó nhấp nháy chưa?
Thì đây chính là cái rãnh hậu. Cái con dao 6 của mình nó sẽ đi vào đây. Ngoáy hai lần để nó, nghĩa là cái rãnh hậu này mình quy định là bao nhiêu, mình quy định nó là 9 ly chẳng hạn, thì nó sẽ ngoáy ba hai lần. Đây mình sẽ đo thử nó nhé. Đo từ đây là cái đi. Đây là 7. 7 nếu mình có con dao 7 thì mình đi một lần là xong, nhưng mình không có con dao 7. Đấy, mình lại có con dao 6 cơ, thì con dao 6 nó sẽ phải đi hai lần. Rồi, ok. Đến cái thằng 15 này, 15 này là khóa cam. Thì nó tương tự với cái D5 đây này, cái khóa cam là cái này này. Đấy. Mình sẽ xuống vào đây, đi vào đây. Còn kích thước này là cái gì? À mình vừa đi mà nên nó thêm cái layer đi thôi, không quan tâm. Thế thì để mà cắt thủ công ấy, ví dụ cái tấm số 6 này chẳng hạn, đúng không? Thế cắt thủ công thì mình sẽ phải tạo đường rào cho riêng những thằng này. Thế thì bây giờ ví dụ nhá. Ví dụ mình cắt thủ công chẳng hạn. Thì ví dụ thằng D3 thì mình sẽ bỏ qua đúng không? Mình làm việc với thằng D5 đúng không? Thằng D5 đâu? Đây có thằng D5 nào không? Đây có thằng D5 đây. Mình chọn vào thằng D5, chọn một thằng D5 thôi. Chọn là vị trí chọn nó sẽ đỏ đỏ lên như này. Vào cái phần lập trình rào này. Đây là lỗ khoan tròn. Thì mình chọn vào đây, cái biểu tượng của công cụ khoan này. Cái D5 này thì bắt buộc là phải khoan cái dao nhỏ 5, nhỏ nó bằng 5. À. Thế thì có trong cái ổ dao của mình ấy, mình đã phải setup hết rồi. Mỗi một cái máy xi nó sẽ có một cái ổ dao khác nhau. Thì đây là cái ổ dao của mình. Đấy. Đây cái dao số 2 mình của mình là dao 5 này. Thế để khoan được ra cái lỗ đường kính là 5 thì chắc chắn là mình chọn dao D5 thôi, chọn dao 3 cũng được. Nhưng mà chọn dao 3 thì không thì không dùng ở trong công cụ này. Nếu mà ai có máy một đầu ấy. Cái máy một đầu này mình chọn dao 3 này, nhưng mà mình không được chọn cái công cụ khoan đấy mà mình phải chọn sang cái công cụ này. Đấy, vì khoan này nó chỉ có khoan thôi, nó chỉ cắm xuống một phát thôi, nó không ngoáy. Nó không ngoáy, nó chỉ có cái này nó sẽ ngoáy này. Cái này nó sẽ ngoáy theo cái tiết diện mà mình đưa vào. Có nghĩa là con dao 5 của mình có thể khoan ra được lỗ 10 hoặc là lỗ 20, nghĩa là to hơn. Nhưng mà cái này ấy, cắm xuống ấy thì nó chỉ lấy con dao ra nó khoan xuống thôi chứ nó không ngoáy. Đấy, ok đấy là hiểu vấn đề không? Thì con của mình là máy nhiều đâu rồi. Máy của mình nhiều đâu, mình lắp được nhiều dao khoan khác nhau ấy, thì mình đưa con dao 5 này vào. Đấy, độ sâu cắt. Thế thì cái chân cam này mình đưa xuống là 8 là 9 đi, 9. Thứ tư mình sẽ đưa xuống là 9 thì nó cũng ngoáy một phát. Đây, khoan chân cam đặt tên của nó. Khoan chân cam. Nhớ vào cái phần bộ chọn này này, vào cái bộ chọn này tích vào 1 2 3, đến cái thứ ba này, cái thứ tư bỏ qua. Đấy, mình chọn vào con D5. Nếu mà nó có đang tích ở những cái khác, ví dụ như này thì nhớ phải tích bỏ hết. Chọn riêng con D5 thôi. Thì có nghĩa là cái dao đấy nó sẽ làm việc với tất cả những cái layer D5 này. Các anh em có hiểu không? Ấn vào tính toán. Đóng lại này, đóng lại, ấn vào tính toán. Đấy thì nó sẽ ra được cái con dao, nó sẽ xuất phát từ cái gốc này, nó đi rơi trong khoan phát, dây khoan phát, đây khoan đấy, thế nó được một con dao khoan chân cam. Thế tương tự như vậy thì làm đến con khóa cam, lại tích chọn vào nó. Thì bây giờ con khóa cam này của mình là khoan lỗ 15, thì mình cũng có sẵn một con dao D15. Đây mình có một con D15 đây. Đây là máy nhiều đầu nhá. Máy một đầu chịu không làm được kiểu này. Máy một đầu thì tất cả sẽ phải quy về cùng con dao 5, cắt dao 5 khoan dao 5. Đấy, anh đồng ý. Con này cũng khoan xuống là con này chân cam thì khoan xuống 13, 14. Cái khóa cam, khóa cam. Khóa cam. Khóa cam. Đấy, bộ chọn thì mình lại chọn thằng này. Mình lại chọn thằng D15. À, nhớ tích bỏ những cái kia thì đóng lại, ấn vào tính toán. Trong trường hợp nhá, không có cái vector nào được chọn, ví dụ không không chọn cái vector nào ấy thì nó sẽ báo lỗi. Tí thử. Đây là mình chọn rồi, ok. Đến con D35. Đến con D35 nhá. Nhưng mà khi mà mình không không chọn đỏ nó lên ấy, mà mình cứ thế mình quên mất mình cắm đầu mình làm ấy, đây con D35 nhá. Nhưng con D35 này của mình không, thứ nhất là mình sẽ không khoan ra cái lỗ như thế này. Tại vì mình khoan ra cái lỗ nó bị dán cạnh, nó bị lẹm mà nó mất thời gian ấy, thì mình sẽ khoan kiểu như thế này. Đấy, mình chọn cái con dao này, đây là chính cái lệnh lệnh cắt. Đây là cắt, có nghĩa là gì, nó sẽ đi ở trên cái đường mà được chỉ định. Không, cái này cắt hết hay không cắt hết là do cái chiêu này mình chọn này. Đây là cái độ sâu cắt này, bây giờ cái này mình độ sâu cắt của mình chọn là 9 là phù hợp rồi, thì mình sẽ cắt bên trong.
Đây là có kiểu cắt bên trong và cắt bên ngoài. Thì cái lê này của mình là đường đường kính của nó là 35. Đấy, bây giờ mục đích là mình sẽ cắt một cái đường xung quanh ở đây nhưng không cắt đứt. Sau đó mình lấy cái đục mình ngoáy phát này nó ra cái chân bản lề. Đấy, chọn thủ công này. Chọn một cái D35. Đến bây giờ nó sẽ báo lỗi này, tại vì không có cái nào được chọn này. Đấy. Ấn vào đây. Đấy, nó bảo không có vector nào được chọn này, có nghĩa là mình chưa chọn như thế này. Đấy, mình phải chọn như thế này một phát đã. Để mình làm việc của nó. Khoan bản lề. Đi và lập ấn vào đây. Không có vector nào phù. Để mình chọn thôi mà. Có À. Đâu, đây rồi. Chọn thôi mà nhỉ. Đã đấy rồi đây. Đấy, nó sẽ khoan một cái đường ở bên trong này. Quay cái phát này. Mình cắt dòng mấy nhỉ? Mình muốn xem lại thì mình ấn kích đúp vào nó này. Xem lại ở đây có dao 6 mình muốn cắt 6 9 đi, ok rồi bên trong được rồi. Đấy, bản lề. Sao lại ra cái lỗ này nhỉ? Lỗ đi đây. À hình như mình chọn mẹ hai cái hay sao ấy. Cái con vá cam này. Con cam đi 15 đúng không đây? Sao lại có cái lỗ này nhỉ? Đây là cái đường dao nào đây nhỉ? Bật tắt lên, khóa cam. Còn khóa cam này mình có chọn vào đề ấy đâu nhỉ? Để chú cho có chắc mình Đôi anh cứ thầm cho cái bản lề này. Bản lề thì nó chỉ có một cái đường 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 này thôi. Đây khóa cam hay bản lề. Đường này là cái cộng này là một công cụ khoan này. À, xem khoan bản lề này, khoan bản lề này. Khoan bản lề mình chọn D35 mới chuẩn cái này. Tính toán lại phát ra. Mình đang làm việc với thằng này có bản lề không? À thằng này không có bản lề. Đây là khóa cam, không phải D35 đây. Đây là khóa cam. À, bản lề đây, bản lề đây. Có nghĩa là trong cái này không có cái bản lề nào mình muốn làm việc với thằng bản lề mình chọn được một thằng này xuống. Khi nhá, khi làm việc thì nó chỉ làm việc với cái sheet nằm ở cuối cùng rồi thôi. Những cái này là chưa được active. Mình phải kích vào nó. Đấy, mình chọn. Bây giờ mình làm này, nó mới nhận này, kích vào thằng này này. Đấy là khóa cam mình nhầm. Đây, ấn vào đây nó mới ra cái phần tính toán đấy. Đây bản lề này, bộ chọn này. Ấn vào đây, tính toán. Đấy, thì nó sẽ ra được những cái lỗ này. Đây, chuẩn này. Đây, như này mới giờ mới ra chuẩn này. Đấy, thì nó ra được cái bản lề rồi. Về rãnh hậu, ở rãnh hậu. Rãnh hậu thì phải lại phải tìm cái thằng có rãnh hậu. Đây, thằng này. Đấy, thằng rãnh hậu đỏ đỏ này. Đấy, kích vào nó. Thế thằng rãnh hậu nó dùng dao 6. Cũng cắt bên trong, thằng này phải dùng cái này hạ lên dùng dao 6 này hạ xuống 9 ly thôi rãnh hậu rãnh led vì hậu với led đều hạ xuống 9 ly nên là mình sẽ dùng chung được một con dao dùng chung được một cái layer luôn ví dụ cái này của mình là 7 đúng không vì nó 50 chẳng hạn thì nó sẽ hạ là 10 nó sẽ độ rộng của nó là 10. Đấy, thế được rồi hậu này lên. Thế xong rồi, bây giờ đến thằng cắt đứt thôi. Đấy, chọn vào thằng cắt đứt này. Chọn vào cắt đứt đây. Bây giờ thằng này mình phải cắt 17.1 nha, vì nhiều khi mình cắt 17 nó không đứt. Nó còn một tí cái ba gem của ấy, cắt 17.1 nó sẽ ăn xuống cái bàn cắt của mình một gem này. Nó sẽ đứt hẳn cái tấm ván đi. Rồi cái bàn cắt của mình cứ tầm độ 10 ngày hoặc là cắt lâu lâu hoặc cỡ khoảng tầm độ 150 tấm ván thì mình sẽ bao lại một mặt bàn một lần cho nó phẳng. Đấy, thì để mình cận chọn cái con cắt đứt. Chuyển phần này bộ chọn. Bây giờ mình lại tích vào thằng này, mình chọn thằng cutting line này. Cắt đứt này, ấn vào liên kết với các đường dao này. Đó, ấn tính toán cắt đứt. Nó sẽ cảnh báo mình là cái chiều sâu vật liệu của mình lúc đầu mình tạo 17, cái tại sao họ cắt 17.1. Tuy nhiên đường diện đó sẽ cắt qua cái vật liệu. Có nghĩa là nó sẽ cắt đứt hết cái vật liệu mà ăn xuống ban một tí chứ nó không thể cắt chuẩn 17 được cắt chuẩn 17 thường thường là sẽ không bị không đứt đồng ý ok đấy thế là coi như là mình sẽ có
mình sẽ có 6 cái đường dao để mình cắt cái này rồi. Bây giờ như thế này mình có thể lưu ra luôn cũng được. À, như thế này mình sẽ lưu ra luôn. Nếu mình lưu ra luôn ấy thì nó sẽ làm việc với cái tấm này, đúng. Nhưng mà bây giờ mình có đến mười mấy tấm này mà mình cứ ngồi mình làm thế thì nó rất là mất thời gian. Thế thì bây giờ khi mình đã có 5 con dao này rồi thì mình lưu nó thành một gọi là con dao mẫu. Thì mình sẽ tích chọn nó nha, nhớ tích chọn tất cả này, mình ấn vào cái này. Lưu tất cả các đường dao chạy có thể dưới là dao mẫu. Ví dụ mình lưu ở đây. Mình lưu tạm vào đây đi. Tất nhiên là dao mẫu này mình có rồi, mình dao mẫu. Đấy, thế thì khi mình có dao mẫu như này rồi. Cái bước vừa rồi là cái bước chỉ để làm dao mẫu thôi nhá. Thế thì bây giờ mình sẽ lốt lại cái đế ghép đấy vào. À, coi như mình làm mới một file đi, tạo mới này. Đây là cái bước coi như từ cái lúc mà mình khởi động alpha lên nhá. Nhưng mà bây giờ mình có dao mẫu rồi, mình sẽ không phải làm những cái bước kia nữa. Tất cả những thông số này mình vừa ấn rồi, bây giờ nó sẽ lưu lại các thông ý. Bây giờ mình lốt cái đế ghép của mình vào, lại làm lại cái thao tác ban đầu, ấn ok. Đây. Thế thì nó sẽ đấy, sau khi vào đây ấn một ấn Ctrl A, hai là quét chọn tất cả, ấn là netting, sắp xếp, chờ một tí nó sẽ sáng sáng cái chữ đồng ý này. Đó, đồng ý xong. Thế thì bây giờ mình không phải làm lại cái bước chọn dao các kiểu trong này nữa. Mình có dao mẫu ở đây rồi, mình chỉ cần vào phần tiện ích này. Mình chọn cái xuất hàng loạt file CNC này hoặc là chọn vào cái apply template tool sheet này. Hai cái chức năng này như nhau. Một cái file bình thường nó không hai cái này. Đây là cái file mình cài của bên Suba, họ mốt lại, họ họ chỉnh sửa lại cái phần mềm thì đại loại là nó hiểu nôm na người ta can thiệp lại vào cái này. Có hai cái này nhìn nó tiếng Việt nó dễ dùng. Còn nếu mà không có tiếng Việt thì mình dùng cái này. Đấy, chọn cái này. Thế bây giờ mình phải đưa cái dao mẫu đấy vào. Đây thì mình có một cái dao mẫu cắt ABF full này, trong cái dao mẫu này của mình nó nhiều tính năng hơn cái dao mẫu của Lam vừa rồi. Kiểu như nó có cả hem kính này, nó có cả đánh cong này, xong thì có cả chạy hai mặt các thứ. Thế thì để làm dao mẫu thì anh em phải hiểu hiểu được cái layer này thì mới làm được dao mẫu. Hai nhân nãy tôi hiểu cái layer không? Giờ mình muốn cắt một cái gì đấy, mình phải đưa nó vào một cái layer và mình tạo ra một cái dao mẫu cho cái layer đấy. Thì bây giờ mình cắt, mình chọn cái dao mẫu ban đầu của mình nhé. Đấy, dao mẫu đây. Lại mình lưu. Dao mẫu thì nó có cái đuôi chấm toolpath plate. Có nghĩa là hiểu nôm na là cái đường cắt mẫu. Đấy, open nó lên. Nhớ chọn vào cái shape toolpath này nhé. Thì nó sẽ lưu ra file CNC luôn. Đây là cái post processor. Thế trong cái post này ấy, trong cái post này thì nó sẽ trong cái post này thì nó phải mỗi con máy CNC nó sẽ phải viết lại. Đây là mấy cái post mà vừa rồi mấy hôm vừa rồi mình viết dịch vụ cho các ông Gia Hưng với cả ông Quốc Dũng Thu Trang hay này. Đây là cái của mình thì mình dùng cái post Ethernet này của mình. Cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái máy CNC. Mỗi con máy CNC nó có một vài cái lệnh nó sẽ khác nhau. Đấy, thì cái này thì cũng không nên quan tâm lắm. Thì thường là bên bán máy họ sẽ bàn giao cho cái này. Nếu mà không bàn giao cho cái này thì lại thuê mình viết lại cho 5 lít. Đấy, output đây. Output này chính là cái thư mục nó sẽ lưu cái folder là cái folder mà nó sẽ lưu cái file cắt của mình. Vừa nãy mình giờ mình xuất đĩa ghép ở đâu thì bây giờ mình lại xuất CNC ra đấy. Bây giờ xuất ra đâu để mình tí mình quản lý mình biết được thì mình copy vào USB mình cắt thôi. Đây mình chọn cái tủ quần áo này. Thì nó sẽ xuất 11 cái file CNC vào trong folder này. Ấn ok, nhớ phải tích vào đây, nhưng không tích vào đây nó sẽ không lưu. Ấn ok, đấy, nó sẽ chạy tự động luôn. Đang chạy rồi. Đấy, ấn ok. Để nó sẽ hiện thông báo lên. Cái fail là lỗi, nhưng mà lỗi là gì trong cái trường, ví dụ cái tấm số 10 này nè, nó không có cái chân cam, nó không có cái khóa cam thì nó fail. Nó chỉ có đường cắt đứt thôi. Đấy. Thế nhìn này không phải là lỗi đâu nhé. Nó thông báo lỗi là tại vì trong cái tấm số 3 này nó không có cái khóa cam này. À, như nó có bản lề này. À, ok. Nhưng bây giờ để mình xem đại một tấm cho, bây giờ mình thử kiểm tra một tấm này chẳng hạn, mình kích vào nó, mình xem cái đường cắt của nó chạy như nào. Thì đây, đây chính là cái mũi tên này, thể hiện cái chiều dao đi này. Đây như con này chẳng hạn. À, sai mẹ rồi. Cắt chồng Thế là cắt trong này. Đấy. Nhưng mà phải xem kiểm tra lại này. Nhưng mà trong trường hợp này mình sẽ lại phải làm lại dao mẫu này. Là cái con như thế này sai mẹ rồi này. Là cái con dao sáu, cái đường cắt đứt của mình nó cắt trong này. Như thế này là mất ngay 6 ly này. Đấy, thế thì bây giờ sửa như nào? Bây giờ nhá. Kích chọn một chuột vào đây, xóa bỏ, xóa tất cả. Lốt lại cái đường dao mẫu ở đây, không lốt ở trên này nữa. Lốt cái đường dao mẫu ở đấy vào. Đây dao mẫu của mình này. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cái đường cắt đứt này của mình. Ấn vào đây, đấy, mình chọn mình cắt ngoài. Ấn vào tính toán. Đồng ý.
bây giờ lại lưu lại đường ra mẫu. À, đóng lại này, lại tích chọn này, lưu lại đường ra mẫu, đè luôn cái file cũ. Đấy, đấy là sửa dòng mẫu. Thế thì bây giờ lại làm lại như ban đầu. Bây giờ mình sẽ làm nhanh không? Không nói nữa. Thao tác này là rất nhanh thôi, làm việc với Adfy nó nhanh lắm. Nói chung là chỉ cần hiểu cái cách làm ra mẫu thì sau chỉnh sửa được, chỉ còn đến cái bước này thì nó gần như là xong rồi. À, mình sẽ xóa lại cái xóa những cái file CSV nó vừa tạo ra. Đây trong này là có 11 file này, xóa đi. À, mình lốt chọn lại cái dòng mẫu của mình. Đây, rồi ok. Thì nó mình sẽ kiểm tra xem là cái đường cắt đứt của mình dừng nó đúng chưa. Đấy, nãy mà không kiểm tra lại là nhớ đấy, anh em Mất làm mất thì toàn. ừ, nhớ nhớ cứ kiểm tra lại phát xem là nhìn qua qua xem. Đấy, bây giờ này. Ví dụ cái tấm này chẳng hạn. Cái tấm này thì cái đường rào nó xuống đây, cái chấm màu xanh thì cái đường rào nó xuống ở đây. Đấy, nó đi sang bên này. Cắt. Phiu 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 phiu. Đấy, cắt. Xèo 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 này xong một tấm. Đấy, có vẻ cắt đứt rồi, đúng rồi đấy. Để xem là cái lỗ chân cam nó khoan chưa. À, đây là cái D3 nó sẽ không khoan này. Đây là cái lỗ lỗ môi của cái con bản lề ấy, nó không khoan. Bản lề tổng nó sẽ có 4 cái lỗ D3. Đây xem cái bản lề này. Đây. Con này này. Đấy, con dao sáu. Ô con này sao nó ngoáy nhiều không nhỉ? Thế thì dấu năm mình Nhưng mà nó chỉ cắt một đường thôi chứ. ba Đấy, cắt tận 3 phát. rồi hết luôn. Thế xem bất kỳ đây là em muốn xem cái này cắt như thế nào thì bây giờ phải xác định là đây là tấm số mấy, đây là tấm số 2 đúng không? Thì tấm số 2 thì cái đường cắt của nó sẽ là S2 khoan bản lề, đây là chính là con này. Đấy. Có vẻ là có một cái đấy gì đấy nhầm rồi. Đấy trong này có một đường nữa này. Hình như là cái con khoan S2. Đây có một cái gì đây? Khoan bản lề công cụ cắt cắt một lần đúng không, thừa một cái gì ấy. Má cái này cho nó đứng vào đây, cứ nhảy 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 vào khó chịu. S2 của mình đây, đưa cái tấm S2 này xuống đây, chọn thử nhé, để chạy thử cái tấm S2 phát thì mình sẽ tích tất cả này. Chọn S2. Đấy, có ba con này đâu. À đây, nó đây. Chắc là rãnh hậu mà nó À, vào kia kìa. tại vì rãnh hậu mình chọn đấy mất rồi. Bây giờ mình thử xem nhá. Cái rãnh hậu của mình quên mình chưa tích bỏ. Đây, cái rãnh hậu mình phải chọn thằng cái cầu ve này. Đấy, thế là mình bị sai ở đấy. Đấy. Là cái dòng mẫu của mình lại phải làm lại đấy. Đấy, mình không kiểm tra là chết. Nhưng cũng may trong trường hợp này thì cái rãnh hậu này của mình nó vẫn đánh đúng. Nó vẫn đánh xuống 9 ly và nó sẽ ra được cái bản lề. À, thế thì bây giờ lại phải sửa lại rồi, lại phải sửa lại dòng mẫu của mình. Này, lại xóa bỏ tất cả. Nhưng mà cái dòng mẫu này chỉ làm chuẩn một lần rồi lần sau là không phải làm lại. Đây, rãnh hậu đây. Nãy mình quên mình không chọn thằng Igro. À, chọn thằng Igro. Ấn nó liên kết. Xem nào, trong này của mình có cái rãnh hậu nào không? Đây, mình không có cái rãnh hậu nào. Mình phải chọn cái nào nó có cái rãnh hậu ấy. Đây, thằng này. Đấy. Đây, cái row vẫn liên kết với các đường dao, đóng lại tính toán. Đây, nó sẽ ra, đây cái rãnh hậu đây rồi. Đóng lại. Check vào đây. Lưu ra mẫu. Lần này thì chắc chắn là sẽ đúng. Ấn Ctrl này, tạo một file này. Lốt vào này, ấn không ý này. Cái đế kép vào này, ok luôn này, Ctrl A này, netting này, sắp xếp, đồng ý, ra đây xóa bỏ. Tiện ích này. Apply template to sheet, à, ok, cho ra bỏ này rồi. Đấy, lại kiểm tra lần nữa, lần này chính xác rồi thì thôi.
thì cái giáo mẫu của mình hoạt động ok rồi thì lần sau mình cứ thế mình dùng thôi, mình không quan tâm nữa, nó sẽ không bị nhầm như lúc nãy nữa. À, ok, đã, bạn này ok rồi. Rãnh hậu, cái nào có cái rãnh hậu nhỉ? Cái này thì phải. Tầm số mấy có cái rãnh hậu nhỉ? Đây là rãnh hậu đây. Đấy, màu đỏ này. Đấy, rãnh hậu đây, xong rồi. Đấy, như thế là mình sẽ ra copy mấy cái file này vào USB mình cắt. Mình sẽ in tem ở trên này. Đấy. Ok, mình sẽ in tem vào đây. Mình cắm cái máy in tem vào. In ở đây này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ cắt cái tấm số 1. Sẽ cắt cái tấm 1, ID là 175 này. Đấy. Chứ tương tự của nó chính là thằng này. Tấm số 1 đâu nhỉ? Tấm số 1, trang tin số 1. Đấy. Đấy. Nó sẽ cắt thằng này nhá. Đấy, thằng này xem sơ đồ cắt cứ nhìn nó sai sai sao. À không, nó đúng rồi đấy. Đấy. Cắt thằng này trước này. Thằng màu đen đen này. Thằng này cắt trước này. Thì nó tương tương ứng với thằng này đó. Cắt xong cái tấm này thì cầm cái đống tem hay dán này rồi ok, nó có thế rồi đấy, hết rồi. Thế nếu cái dao mẫu của mình thì mình có đây cho mọi người xem cái dao mẫu của mình. Dao mẫu của mình thì nó có nhiều tính năng lắm, xóa tất cả này chứ không phải nó chỉ có mấy cái đâu, nhưng mà đấy là làm cái video thì cũng chỉ nói được những cái cơ bản, chứ nói chi tiết quá thì nó dài lắm. À, mình có một cái dao mẫu của mình này. Thì nếu mà ai mà ngại viết cái dao mẫu này thì lại gặp mình viết cho. Đây, 5 phút cho quảng cáo. Đây, mình có một cái dao cắt ABS full. À, thì trong này của mình là có đến 11 cái đường dao. Có mũ khoan môi này, khoan chân cam này, khoan khóa cam này, khoan lỗ bản lề này, rãnh hậu rãnh lên này, bảo vệ rãnh uốn này. Ê, cái này để cắt mấy cái đường uốn cong này, và dạnh uốn cong này. Cắt phải trước, cắt trái trước này, cắt viền ra cổng hai mặt này. Đấy, thì một cái bộ dao mẫu này nó sẽ có đủ hết các tính năng làm việc với ABS, kể cả ra cổng hai mặt. Thì cái đấy nếu mà vừa nãy em mà xem cái video mà hiểu rồi thì cũng sẽ làm ra được mấy cái này rồi, nhưng mà phải test. Rồi, ok, cái video này nó kết thúc rồi đây.